vụ án Na Yon. Họp. Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 12 năm 2008, Cho Joo-sun lúc đấy 56 tuổi trong tình trạng say rượu. Trên đường trước nhà thờ tại quận Dangun-gu, thành phố Ansan, đã phát hiện ra bé gái lúc đấy 8 tuổi, tên giả Kim Na-yeon đang trên đường đi học. Y đã nói với cô bé là có việc phải đi đến nhà thờ, rồi sau đó hắn dắt cô bé vào trong nhà vệ sinh của nhà thờ. Hắn vạch bộ phận sinh dục của mình ra và bảo cô bé hãy rửa nó, nhưng cô bé đã cự tuyệt. Tức giận, Y đấm vào đầu cô bé khiến cô bé khóc toáng lên. Hắn siết cổ khiến cô bé bất tỉnh. Hắn thực hiện những hành vi giao hợp qua lỗ hậu môn. Sau khi xuất tinh xong, vì sợ sự việc bị phát giác, hắn sử dụng ống thông chọc vào hậu môn của bé gái và thụt liên tục để lấy tinh trùng ở bên trong ra, khiến bé gái bị sa ruột. Hậu môn, trực tràng, đại tràng của bé gái bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Thêm vào đó, hắn còn rửa đầu của em dưới vòi nước khiến em bị suy giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ. Sau đó, hắn bỏ mặc em trong tình trạng như vậy và rời đi. Bé gái bị chịu những tổn thương nặng nề, dập xương mũi, tối thiểu phải điều trị chấn thương 8 tuần và những tổn hại vĩnh viễn thân thể khác như là bị mất hậu môn và 80% bộ phận sinh dục. Kết án. Kẻ gây án trước đó đã có tiền án 17 tội. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1983, đã từng chịu mức án 3 năm tù giam vì tội hiếp dâm làm bị thương người khác. Ngày 9 tháng 1 năm 2009, Y cũng bị khởi tố với tội trạng như vậy. Nhưng ngày 27 tháng 3 cùng năm, với lý do gây án trong tình trạng say xỉn, suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi, hắn được tuyên án 12 năm tù cho hành vi phạm tội của mình trong phiên xét xử lần thứ nhất. Ngày 30 tháng 3, với lý do hành vi phạm tội của Y rất nghiêm trọng, hắn bị viện kiểm sát kháng án. Thế nhưng kết cục, kháng cáo bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 7. 3 ngày sau, ngày 27 tháng 7, viện kiểm sát một lần nữa kháng cáo, nhưng vào ngày 24 tháng 9 bị bác bỏ. Hắn bị bỏ tù ở nhà tù Joseon. Phản ứng dư luận xã hội. Ban đầu, sự việc không được truyền thông đưa tin nhiều. Thế nhưng vào tháng 9 năm 2009, sau khi kênh KBS1 giới thiệu về việc gắn vòng chân theo dõi điện tử đối với tội phạm xâm hại tình dục, thì ngay lập tức đã dấy lên nhiều những bình luận trái chiều về việc kết án đối với tội phạm với đối tượng trẻ nhỏ hay mức độ tàn nhẫn của hành vi phạm tội. Tội xâm hại tình dục trong trường hợp là trẻ vị thành niên thì mức phạt được nâng lên thành dưới 15 năm tù giam. Điều này đã làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều về việc xử phạt đối với tội phạm với đối tượng là trẻ vị thành niên và tội phạm xâm hại tình dục. Đối với thái độ không hối cải trước tòa án và hành vi phạm tội một cách biến thái đã khiến nhiều người dân cảm thấy căm phẫn. Họ đã gửi rất nhiều thư kiến nghị trên trang web của Quốc hội. Khi dư luận trở nên căng thẳng, vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, Tổng thống Lee Myung Park đã phát biểu như sau trong cuộc họp nội các. Việc đặt vấn đề đối với phán quyết tư pháp không phải là một việc đơn giản. Thế nhưng tôi nghĩ rằng việc cách ly cả đời đối với những con người như vậy chẳng phải điều hiển nhiên hay sao? Trưởng bộ tư pháp cũng làm rõ vấn đề, sẽ không có chuyện sẽ phóng thích tù nhân sớm hơn hạn định. Và vào ngày 1 tháng 10, trên trang web của Hội Phụ Nữ và Ủy viên Hội Nhân quyền Quốc dân có rất nhiều ý kiến thỉnh cầu việc cải thiện chế độ. Mặt khác, trên mạng ngày 1 tháng 10, cộng đồng mạng đã làm rõ về bức ảnh được đăng của một người khác hoàn toàn không liên quan tới sự việc nhằm xác định thủ phạm. Vấn đề tiền trợ cấp. Gia đình nạn nhân đã nhận được bảo hiểm cuộc sống và mẹ nạn nhân đã tham gia bảo hiểm vì tương lai của con gái, mỗi tháng đóng 25.000 won tiền bảo hiểm. Bố mẹ em sau sự việc đã bỏ việc, chuyên tâm vào việc trị liệu cho con gái mình, nhận tiền trợ cấp của thành phố Ansan, tiền đi lại và chi phí bệnh viện tự lo. Phía bảo hiểm xã hội cũng thấy đây là một sự việc vô cùng thương tâm nên đã cấp cho gia đình 40 triệu won tiền bảo hiểm. Thế nhưng ngay lập tức đã bị thành phố Ansan yêu cầu hoàn lại 6 triệu won tiền viện trợ điều dưỡng đã cấp. Trong trường hợp không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tịch thu tiền bảo hiểm nhà và đã gửi công văn của thị trưởng thành phố Ansan vào tháng 6 năm 2009. Thêm vào đó, thông báo về gia đình rằng, với lý do, theo nguyên tắc, nếu tài khoản ngân hàng có số dư trên 3 triệu won thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách được trợ cấp, không được nhận bảo hiểm cuộc sống nữa.
Mặc cho bố mẹ bé đã trình bày hoàn cảnh gia đình rằng con gái chịu thương tật vĩnh viễn, mất tính năng một phần bộ phận cơ thể và sẽ phải chịu tổn thương tâm lý trong nhiều năm, nhưng phía thành phố vẫn không chấp nhận. Sau khi thông tin được truyền đi, trên trang web của thành phố đã chịu rất nhiều sự phê phán của dư luận. Vậy nên, phía thành phố đã rút lại quyết định của mình, cấp lại bảo hiểm và mong sẽ hóa giải được hiểu nhầm. Cải cách luật. Tháng 12 năm 2009, đảng Senori chính phủ Hàn Quốc đã nhân sự việc lần này kiến nghị nâng mức phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em lên tối đa 50 năm và đồng thời loại bỏ thời hạn hiệu lực truy tố. Thêm vào đó, giảm mức tuổi tối thiểu bị xử phạt từ chưa đủ 14 tuổi xuống 13 tuổi đối với những đối tượng thuộc diện không bị xử phạt tình nghi phạm tội nêu trên. Mở rộng phạm vi bố trí camera quan sát trong khu vực bảo hộ nhi đồng, đưa vào chế độ trị liệu triệt sản đối với phạm nhân, công khai ảnh chân dung tội phạm, nâng thời hạn đeo vòng chân theo dõi điện tử lên 30 năm. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp từ Internet. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.